Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự cuối ngày của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Thưa quý vị và các bạn, Ủy ban nhân dân thành phố Yên Bái vừa tổ chức phiên họp thường kỳ trực tuyến với 15 điểm cầu tại các xã phường đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội trong tháng 1, triển khai vướng nhiệm vụ trong thời gian tới. Trong tháng 1, tình hình dịch COVID-19 vẫn có những diễn biến phức tạp, song kinh tế xã hội của thành phố Yên Bái vẫn phát triển ổn định và có bước tăng trưởng khá so với cùng kỳ. Trong đó, giá trị sản xuất công nghiệp tăng 11,3%, giá trị xuất khẩu tăng 11,23%, thu ngân sách đạt 93 tỷ đồng. Lĩnh vực văn hóa xã hội tiếp tục được quan tâm. Thành phố đã trao trên 8.000 suất quà Tết với tổng kinh phí trên 3,2 tỷ đồng cho các đối tượng, đảm bảo mọi nhà, mọi người đều có Tết. Với tinh thần thần tốc hơn nữa trong tổ chức chiến dịch tiêm vaccine phòng COVID-19, đến nay tỷ lệ người từ 18 tuổi trở lên đã tiêm ít nhất một mũi vaccine phòng COVID-19 đạt 99,2%, người đã tiêm ít nhất 2 mũi đạt 98,3%, người tiêm ít nhất 3 mũi đạt trên 50%, tỷ lệ trẻ đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi đã tiêm vaccine phòng COVID-19 ít nhất một mũi đạt 99,8%. Công tác cách ly điều trị F0, F1 tại nhà đảm bảo theo quy định, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững và ổn định, không có vụ việc phức tạp xảy ra. Trong thời gian tới, thành phố Yên Bái tiếp tục chỉ đạo nhân dân hoàn thành sản xuất vụ đông xuân năm 2021-2022, đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình xây dựng cơ bản chuyển tiếp năm 2021, triển khai các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 phù hợp với tình hình thực tế. Siết chặt kỷ luật kỷ cương hành chính công vụ, nâng cao chất lượng hiệu quả công tác cải cách hành chính. Trong hai ngày 15 và 16 tháng 2 vừa qua, Trung tâm Y tế Văn Yên đã cứu sống hai bệnh nhân bị sốc mất máu do tai nạn. Vào 0 giờ ngày 16 tháng 2, Trung tâm Y tế huyện Văn Yên đã tiếp nhận bệnh nhân Đặng Tòn Sánh, 27 tuổi, ở thôn 6, xã Phong Dự Thượng, được chuyển từ trạm y tế xã Phong Dự Thượng trong tình trạng sốc mất máu, da xanh, niêm mạc nhợt, chân tay lạnh, mạch nhanh, huyết áp tụt do vết thương hở thành bụng dài 6 cm. Nhận định tình trạng người bệnh diễn biến nhanh, có nguy cơ tử vong cao, Ban Giám đốc Trung tâm Y tế huyện đã chỉ đạo kiếp trực, hồi sức cho bệnh nhân, hội chẩn cấp cứu, điều hành phẫu thuật cấp cứu ngay. Sau hơn 3 giờ, các y bác sĩ của Trung tâm Y tế Văn Yên đã phẫu thuật thành công vết thương gan đang chảy máu nhiều, cứu người bệnh thoát khỏi nguy cơ tử vong. Hiện nay sức khỏe bệnh nhân đã ổn định. Trước đó, ngày 15 tháng 2, Trung tâm Y tế huyện cũng đã tiếp nhận phối hợp với Bệnh viện Đa khoa tỉnh xử trí kịp thời bệnh nhân Trần Quốc Hoàn, thôn Ngọc Châu, xã Châu Quế Hạ, bị ngã ta luy, gãy 10 xương sườn, vỡ đốt sống, dập phổi, vỡ lách, sốc mất máu cấp. Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, Trung tâm Y tế huyện Đình đã tăng cường các biện pháp phòng chống dịch, chuyển giao các kỹ thuật cao và mô hình khám chữa bệnh từ xa, từ các bệnh viện tuyến trên, từng bước nâng cao trình độ chuyên môn cho đội ngũ cán bộ y bác sĩ, đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe người dân. Đặc biệt, từ khi huyện có ca mắc COVID-19 trong cộng đồng, Trung tâm đã thực hiện công tác khám chữa bệnh, đảm bảo chặt chẽ an toàn phòng chống dịch, ghi nhận của phóng viên chương trình. Cứ vào trung tuần hàng tháng, chị Nguyễn Thị Hương ở xã Cảm Nhân, huyện Yên Bình lại đến Trung tâm Y tế huyện để kiểm tra sức khỏe. Đến khám, được các y bác sĩ tư vấn hướng dẫn tận tình, chu đáo nên chị rất yên tâm. Chị đến đây khám thì chị thấy trung tâm ở đây khám thì tất cả các bác sĩ rất là nhiệt tình, chu đáo và những khâu thiết bị nó cũng đầy đủ hơn. Nên chúng tôi về đây để khám để cho nó yên tâm hơn. Về cách phòng chống dịch thì cũng rất là an toàn, đảm bảo. Nên là chúng tôi cũng tin tưởng. Từ ngày 10 tháng 2, anh Lê Văn Thắng ở xã Phú Thịnh bị ngã gãy cột sống lưng. Được các bác sĩ tận tình cứu chữa, đến nay anh đã qua cơn nguy kịch và sức khỏe dần ổn định. Tôi có đi con gãy cột sống thì đều có điều trị ở viện này thì có bác sĩ nhiệt tình và chăm sóc thì có chuyển biến rất nhiều. Với mục tiêu phát triển trung tâm y tế theo hướng cung cấp dịch vụ y tế toàn diện, chính xác, kịp thời, thời gian qua, Trung tâm Y tế huyện Yên Bình đã không ngừng nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, đầu tư xây dựng cơ sở vật chất và mua sắm trang thiết bị máy móc hiện đại, đồng thời tăng cường đào tạo, xây dựng các chương trình hợp tác, chuyển giao khoa học kỹ thuật, tạo điều kiện cho người bệnh được tiếp cận những dịch vụ kỹ thuật cao ngay tại huyện. Năm 2021, trung tâm đưa vào sử dụng máy chụp cắt lớp vi tính và triển khai mô hình khám chữa bệnh từ xa, nhằm hướng tới mục tiêu mọi người dân đều được quản lý, tư vấn khám chữa bệnh, hỗ trợ chuyên môn của các bác sĩ từ tuyến xã đến tuyến trung ương.
Là một cán bộ y tế thì chúng tôi cũng luôn luôn nâng cao cái tinh thần thái độ phục vụ cũng như chuyên môn, trong ý thức được cái trách nhiệm của mình trong công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân, đặc biệt là nhân dân trong huyện Yên Bình. Thì trong năm qua thì dưới sự lãnh đạo của Đảng, chính quyền và của các cấp lãnh đạo ở cấp trên thì chúng tôi đã được khoa, đã được đầu tư rất nhiều trang thiết bị máy móc, đặc biệt là cái máy cắt lớp vi tính trong cái đợt vừa rồi. Thì về cơ bản thì chúng tôi cán bộ khoa có 10 cán bộ thì chúng tôi cũng luôn luôn nâng cao về tinh thần trách nhiệm và cái nâng cao cái trình độ chuyên môn và sử dụng cái máy móc thật hiệu quả để đáp ứng cái nhu cầu chăm sóc sức khỏe nhân dân ở trong huyện. Không chỉ quan tâm nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, trước tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, nhất là khi Yên Bình ghi nhận ca mắc COVID-19 trong cộng đồng, bên cạnh phối hợp rà soát, truy vết các trường hợp có liên quan đến ca nhiễm, Trung tâm Y tế huyện đã thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch ngay tại đơn vị. Tất cả người bệnh đều khai báo và lấy mẫu sàng lọc, tuân thủ nghiêm quy định 5K, không để xảy ra tình trạng lây chéo trong bệnh viện. Năm 2021, trung tâm đã tiếp đón và điều trị cho gần 160.000 lượt bệnh nhân, trong đó điều trị nội trú gần 8.000 lượt. Tỷ lệ hài lòng của bệnh nhân khi đến khám chữa bệnh luôn đạt trên 87%. Hỗ trợ tăng cường thêm về nhân lực. Chúng tôi vừa đào tạo, cử cho cán bộ đi đào tạo tại các bệnh viện lớn như Bệnh viện Đa khoa tỉnh, các bệnh viện tuyến trung ương như Bệnh viện Việt Đức, Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, v.v. Thì chúng tôi cũng tăng cường công tác đào tạo tại chỗ, kèm cặp, cầm tay chỉ việc với phương châm người biết nhiều thì hướng dẫn cho người biết ít. Ngoài ra có những cái buổi đi buồng, sinh hoạt khoa học chuyên môn bình bệnh án và đặc biệt là ứng dụng cái chuyển đổi số trong công tác đào tạo. Thì chúng tôi cũng trung tâm sẽ kết nối đào tạo trực tuyến cho 21 xã phường cộng với lại 3 phòng khám khu vực hàng tuần sẽ được đào tạo chuyên môn, và chúng tôi kết nối với các bệnh viện như Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội qua hệ thống telehealth để cập nhật những kiến thức, đồng thời hội chẩn những ca bệnh nhân nặng để người bệnh điều trị ngay tại trung tâm, tăng cường đầu tư những trang thiết bị hiện đại cập nhật để cho được những cái bệnh mà đã được đến thì được chuẩn đoán sớm, kịp thời. Không ngừng đầu tư cải tiến trang thiết bị, phát triển các kỹ thuật mới, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, hướng tới sự hài lòng của bệnh nhân là mục tiêu mà Trung tâm Y tế huyện Yên Bình đã và đang nỗ lực triển khai thực hiện, nhằm đáp ứng ngày càng tốt hơn công tác chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân trên địa bàn. Thưa quý vị và các bạn, dân tộc Phù Lá hay còn có tên gọi là dân tộc Xà Phó là dân tộc rất ít người. Hiện cộng đồng dân tộc này có khoảng 260 hộ gia đình với gần 1.000 nhân khẩu sinh sống tại xã Châu Quế Thượng, huyện Văn Yên. Cùng với sự phát triển, những nét đẹp văn hóa trong đời sống dân tộc Xà Phó đã bị mai một. Tuy nhiên, với các chính sách hỗ trợ của nhà nước về bảo tồn mà đến nay những nét đẹp văn hóa vẫn lưu giữ. Phản ánh của phóng viên chương trình. Năm 2021, một ngôi nhà sàn bê tông trị giá 3,6 tỷ đồng rộng rãi, mang đậm bản sắc kiến trúc của dân tộc Phú Lá, được đầu tư xây dựng tại trung tâm thôn Nhầy, xã Châu Quế Thượng, nơi có đông đồng bào dân tộc Xà Phó sinh sống. Các cột bê tông đều mang dáng điệu của những cây tre, cây vầu, các bức tường vách ngăn mang màu xanh, màu của tre nứa. Bước vào không gian văn hóa này, thông qua sự giới thiệu của các nghệ nhân, người dân có thể cảm nhận được những sự khác biệt với cuộc sống hiện đại thông qua những vật dụng thiết yếu, mang đậm bản sắc trong cuộc sống của đồng bào dân tộc Phú Lá trước đây. Những khung dệt vải, những công cụ lao động, những vật dụng phục vụ cuộc sống sinh hoạt có chất liệu gắn liền với thiên nhiên được chính người dân Phú Lá sáng tạo, tạo nên thông qua việc lao động sản xuất. Không gian văn hóa được đầu tư xây dựng này đã góp phần giúp cho người Phú Lá ở đây bảo tồn, truyền dạy những nét đẹp văn hóa cho thế hệ sau. Có cái nhà cộng đồng này thì bà con rất vui mừng. Những ngày lễ hội, những ngày mừng cơm mới thì toàn bộ bà con dân tộc Xà Phó chúng tôi tập trung tại nơi này để coi là sẽ gây lại những cái bản sắc truyền thống ngày xưa để ôn lại các truyền thống bản sắc của dân tộc. Cùng với nhà sinh hoạt cộng đồng dân tộc Phú Lá tại xã Châu Quế Thượng còn có một ngôi nhà sàn bê tông mang đậm bản sắc của người Phú Lá. Thiết kế trị giá 1,5 tỷ đồng được đầu tư xây dựng cho bà Đặng Thị Thanh, một trong những nghệ nhân hiếm hoi của người Phú Lá. Ngôi nhà truyền thống này không chỉ là không gian trưng bày và lưu truyền những nét đẹp văn hóa, mà còn là nơi đón tiếp các đoàn khách du lịch đến để tìm hiểu về lịch sử, quá trình phát triển của đồng bào Phú Lá. Tham quan cũng như được nghe tiếng sáo cúc kẹ, tiếng khèn ma nhí do chính nghệ nhân Đặng Thị Thanh biểu diễn,
Đây cũng là nơi truyền dạy các điệu múa, cách sử dụng các dụng cụ dân tộc Phú Lá. Tôi là nghệ nhân, tôi vẫn phải có cái trách nhiệm rất là lớn đối với Đảng và Nhà nước để làm sao cho nó phát huy ngày càng nhiều hơn nữa, dạy các cháu nhiều hơn nữa và bảo tồn cái phát huy cái truyền thống, làm sao nó giữ gìn cho con cháu mãi mãi sau này. Có thể nói với sự quan tâm của Nhà nước trong những năm qua, giá trị văn hóa của đồng bào dân tộc Phú Lá đang có nguy cơ bị mai một, đã được bảo tồn, truyền đạt lại cho các thế hệ trẻ một cách bài bản khoa học. Bên cạnh những giá trị vật thể thì những giá trị phi vật thể như các lễ hội phong tục tập quán đã được chính đồng bào tổ chức theo đúng nghi lễ, góp phần phát huy những giá trị văn hóa. Đến nay nghệ thuật này đã thể hiện sức sống của mình trong đời sống của cộng đồng. Để mà bảo tồn bản sắc dân tộc, xã đã vận động toàn thể nhân dân của đồng bào Phú Lá là xây dựng các cái mô hình như cái đội văn hóa văn nghệ của địa phương và cũng như là cái nét bản sắc của đồng bào được lưu giữ. Với sự quan tâm của Đảng và Nhà nước trong việc bảo tồn phát huy các giá trị văn hóa dân tộc, giá trị văn hóa của người Phú Lá sẽ được gìn giữ và lưu truyền trong dòng chảy cuộc sống hiện đại ngày nay. Những giá trị văn hóa được bảo tồn sẽ là nền tảng tinh thần của xã hội, vừa là mục tiêu, vừa là sức mạnh nội sinh, động lực quan trọng để phát triển đất nước.